mọi người nhìn sau lưng các tường với Thiên Vương nè. Trời ơi, cảnh núi non thật là hùng vĩ nè. Chưa nói xong nữa. Saga chào đón chúng ta bằng một mission. Nhìn như vậy thấy dễ thương, thấy trở về tuổi thơ, tự nhiên muốn đẻ thêm đứa nữa. The wheels on a bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on a bus go round and round, on to the town. Công nhận là bây giờ mình mà phải làm dài kiếp á, thì mới được cái nhà như vậy đúng không chị? Cũng chưa được. Ờ, chắc chưa được đúng không? Ô, đẹp quá. Wow. 1, 2, 3. Wow. Wow. Đây là món cái gì vậy? Giống, giống. Nó giống như là ở Việt Nam mình là ngũ quả cầu dừa đủ xài đó, đó, đúng rồi. Cầu đào vàng dừa đủ xài trời quá đó, đó. Đào thì ở Nhật thì cũng vậy, có đào vàng nữa hả bà? Vàng là trái gì? Đào vàng dừa đủ xài. Còn kia mấy em sung túc thơm tho, cầu đào vàng dừa đủ xài. Trời ơi, ở đâu ra nhiều quá vậy? Ha ha, nó hay tổ sản. Wow. Ngon lắm, ngọt ngọt mặn mặn. Cái này là em vừa lạnh lạnh mà ăn cơm rồi bá cháy luôn. Xin mời ạ. Sao? Nghe rột rột vậy. Ngon mùi vị, mùi vị. Ơi thịt, ơi thịt.